Mạc Cửu vốn là người Hoa. Khi nhà Thanh cai trị Trung Quốc, chàng thanh niên 17 tuổi can đảm lên thuyền rời bỏ quê hương, chạy thẳng về phương Nam và cập bến điểm tận cùng của nước Việt sau này. Đây vốn là đất của Campuchia, Chân Lạp. Nhưng vua An Su nước ấy cho phép Mạc Cửu tùy ý sử dụng. Đặc sản của miền Nam là gì? Là cá sấu với nhiều đầm lầy và rừng ngập mặn. Ngày xưa chốn này từng là nhà của hàng ngàn con thủy quái đủ mọi kích thước và cực kỳ hung dữ. Trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi có kể về chuyện câu cá sấu bằng mỡ người. Gần đây trong chương trình Man vs Wild của Bear Grylls cũng phải công nhận Việt Nam là nơi nguy hiểm nhất mà anh từng đi. Sự âm u, hiểm trở, điều kiện sống thiếu thốn, các mối hiểm họa đe dọa, rắn độc, thú dữ, bệnh tật, lạc đường ở trong rừng, sẵn sàng đánh gục ý chí sinh tồn của bất kỳ kẻ non kinh nghiệm nào. Những khu rừng ở Việt Nam như U Minh Thượng, U Minh Hạ, chỉ có các tay đi rừng lâu năm, nhưng lão tiền bối am hiểu về rừng mới dám dấn thân vào. Chưa kể là mũ nhiệt đới rất là dữ dằn, nhiều đó cũng để thấy cái dũng và thêm khâm phục ý chí của những người tiên phong mở đất phương Nam. Vùng này vốn chẳng có mấy ai ở, nên Mạc Cửu phải tự làm hết. Ông tập hợp dân tha phương lại xây đắp, hình thành 7 cái thôn làng từ Công Bông Sơm tới Cà Mau. Mạc Cửu lại tiếp tục mở 7 sòng bài để thu tiền. Mạc Cửu không thu thuế, mọi người được tự do làm việc, thành ra dân kéo đến ngày một đông đúc. Ông kiếm tiền bằng cách thu sản phẩm người ta làm ra rồi bán lại cho dân lái buôn. Chỉ vậy thôi mà thuyền nước ngoài ra vào nhộn nhịp ngày đêm, tiền vào ào ạt như nước sông Đà. Vì dùng Hà Tiên quá giàu nên cũng khiến nó gặp nhiều tai họa. Bọn Simla thường xuyên mò đến cướp phá. Có thời kỳ Mạc Cửu phải sống lưu vong bên Sim tận 13 năm. Mạc Cửu vừa giận vừa bất lực, biết không thể nhờ cậy vua Cao Miên. Ông quyết định đầu hàng chúa Nguyễn Phúc Chu để mong được bảo vệ, rồi dâng tặng hết sổ sách đất đai cho chúa luôn. Cả một vùng Hà Tiên rộng lớn, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu chính thức trở thành lãnh thổ nước ta từ dạo đó. Và bản thân ông cũng lừng lẫy với danh hiệu Tổng Trấn Hà Tiên. Chẳng đội trời Thanh Mãn, lần qua đất Việt Bang, triều đình riêng một góc, trung hiếu vẹn đôi đường, trúc thành xây vũ lược, anh cát cao văn chương. Tuy chưa là cô quả mà cũng đã bá dương. Bắc phương khi vỡ lỡ, Nam hải lúc kinh hoàng, giang hồ giữa lan miếu, hàng mạc trong chiến trường. Đất trời đương gió bụi, sự nghiệp đã tan thương. Credit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.